Loại người như thần quân chết là đáng. Bà còn nhớ thương nó làm gì chứ? Ông đừng nói vậy trước vong linh người đã mất chứ. Dù ông có tội gì đi chăng nữa thì khi ông mất đi cũng nên để mọi chuyện chôn vùi theo ông, không nên khơi lại trách móc làm gì. Hai thằng cáo già đó cùng dắt tay nhau xuống địa ngục đi. Đây là lúc thằng Bách này phải có tất cả những gì đã mất. Chúng ta sẽ trở lại là một gia đình hạnh phúc khi tôi có trong tay Gia Hưng. Ông muốn làm gì? Ông nên nhớ Ngọc Anh là con của tôi và ông. Và dù muốn hay không thì Gia Bảo nó cũng là con rể của ông. Tại sao ông có thể mưu tính tới con đường hãm hại nó chứ? Bà đừng có hiểu lầm ý của tôi. Tôi tự biết khả năng của mình. Tôi chỉ cần ngồi không rung đùi hưởng phước của con gái thôi. Được con gái và con rể cung phụng là đã đủ lắm rồi. Chỉ cần con gái của thằng Quân và con Tuyết biến khỏi Gia Hưng. Muốn được như vậy phải có sự giúp sức của bà. Giúp sức? Tôi không bao giờ ủng hộ những việc xấu xa của ông đâu. Có chứ. Chỉ cần bà im lặng, đó là cách mà bà đã giúp tôi rồi. Nếu như tôi không im lặng thì sao? Thì tôi sẽ làm cho bà im lặng mãi mãi. Bà hiểu ý tôi chứ? Thật Luli. Mẹ Hân ơi, đến giờ uống thuốc rồi nè. Thật Luli. Chết rồi. Sao cô buồn vậy? Thật Luli. Chết. Cô nói cái gì vậy? Đừng buồn nữa nha. Còn lại một mình tôi. Chết hết rồi. Dạ Hân à, uống thuốc đi. Còn nè, mình tôi. Uống thuốc ngoan đi, rồi tôi dẫn cô đi thác Lưu Ly chơi nha. Ngoan lắm. Cô nằm xuống nghỉ đi. Thác Lưu Ly. Coi như tôi đã loại bỏ đi được một đối thủ của mình. Ngày trước, cô là người luôn gây khó dễ cho tôi. Bây giờ, cô đã gặp quả báo rồi đó. Cô có biết là ba cô chết rồi hay không? Chết trong ê chề thất bại. Đây là hậu quả mà ông ấy phải gánh chịu vì sự ích kỷ của mình. Là cô, chính cô đã hại tôi. Là các người Đi. Cha con cô đã làm khổ mẹ con tôi quá nhiều rồi. Bây giờ các người đều bị quả báo rồi đó. Đáng lắm. Đi. Tránh ra. Mấy người đừng có hại tôi. Nhà Hưng, tại sao em ngồi đây? Anh Khôi, anh sống lại rồi. Anh Khôi, đôi bàn tay này có thể dẫn em đi dạo. Đôi bàn tay này dễ tranh, em thích đôi bàn tay này lắm. Đôi bàn tay này, hay làm gì nè? Anh làm vậy đi. Đôi bàn tay này hay làm gì nè? Hay làm gì nè? Anh làm đi. Đúng rồi. Đúng anh Khôi rồi.
đi, đi đi, đi nhanh đi, đi. Nằm xuống nghỉ đi em. Đi đến thác lưu ly vẽ tranh. Đi đi, đi vẽ tranh. Đến thác lưu ly vẽ tranh. Vẽ tranh thác lưu ly. Bà cô ấy phải lâm vào đường cùng, đến mức tìm đến cái chết. Anh đã làm đúng hay đã sai rồi? Lẽ ra đã trả được thù rồi, anh phải thấy vui chứ. Sao trong lòng anh lại thấy đau như vậy? Là do anh quá cố chấp nên mới tạo ra bi kịch như ngày hôm nay, đã khiến Nhã Hân lại là người hận anh. Có phải quá muộn để quay lại rồi hay không? Ba, ba, sao ba lại vô đây? Lỡ ai nhìn thấy thì sao? Sao cái gì? Lộ hết rồi, mọi chuyện đã lộ hết rồi. Ba nói cái gì? Lộ hết rồi hả? Ừ. Đương nhiên là phải lộ thôi. Chuyện lớn như vậy, chỉ cần nghe ngóng một chút là ra hết. Bây giờ con nói thiệt cho ba nghe coi, có phải bây giờ công ty Gia Hưng đang gặp rất nhiều khó khăn, đúng chưa? Con đừng có giấu ba nữa. Ba đang nói lộ là lộ chuyện này đó hả? Chứ còn cái chuyện gì nữa? Bây giờ ba sẽ dựng lên một màn kịch để mẹ con xác nhận trước thằng Bảo ba chính là ba ruột của con. Ba sẽ đường đường chính chính sống trong cái Gia Hưng này với địa vị là ba vợ của thằng Bảo. Bước tiếp theo, ba sẽ cho con mẹ Tuyết vô bệnh viện tâm thần y như con. Ba nghe con lần này, chúng ta mau chóng giải quyết hai người đó ra khỏi Gia Hưng, càng sớm càng tốt. Cậu định giải quyết chuyện này đã sao? Trách nhiệm của cậu là tổng giám đốc của công ty mà lại để xảy ra chuyện như vậy. Đừng nói đến các đơn hàng nhỏ lẻ, số tiền bồi thường cho bên Tiến Phát không hề nhỏ. Sắp tới còn tiền lương của nhân viên nữa. Xin chú cho cháu thêm một cơ hội để cháu tìm ra phương án trong vài ngày tới. Cậu có dám chắc trong vài ngày tới cậu có đưa ra được phương án cứu chữa hay không? Nếu hợp đồng với công ty Tiến Phát mà không thể thỏa thuận, tôi yêu cầu cậu rời khỏi vị trí tổng giám đốc công ty để nhường lại cho người có khả năng hơn. Dạ được. Nếu sau này cháu không thể giải quyết được chuyện bồi thường hợp đồng cho công ty Tiến Phát thì cháu sẽ xin từ chức tổng giám đốc. Nếu cậu đã hứa như vậy, tôi đại diện cho các cổ đông của công ty đồng ý cho cậu thêm ít thời gian để giải quyết công việc. Nhưng chỉ cần bên Tiến Phát đưa thư bồi thường thì cậu phải thực hiện lời hứa. Cảm ơn chú, cháu xin hứa. Anh à, anh cứ bình tĩnh để tôi nói chuyện lại với cháu. Bây giờ về trước nghe. Dạ. Được rồi, chào cậu. Dạ. Cháu à, cháu đừng nản chí, vì chú tin cháu sẽ tìm ra cách khắc phục. Nhưng với tư cách một cổ đông, chú buộc phải nghe theo ý kiến của số đông. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Nói ra là một phần lỗi do chú, nhưng mà nếu như chú không giới thiệu được cậu Nhân với cháu thì đâu có đến nỗi như ngày hôm nay. Không có khách hàng này thì mình cũng sẽ có khách hàng khác thôi chú à. Người ta cũng làm đúng theo luật đòi đền bù, cho nên đây không phải là lỗi của chúng. Huống chi đây là một âm mưu trả thù.
Bác ơi, bác, bác ơi, về uống thuốc nè bác ơi. Làm sao có cách nào để khắc phục được chuyện này đây? Trước nay công ty chỉ gia vốn ở ngân hàng TTM. Chào cô Bình, tôi là Gia Bảo của công ty Gia Hương đây. Lát nữa cô rảnh không? Tôi có chuyện muốn gặp cô một chút xíu thôi. Dạ, cảm ơn cô. Tôi sẽ ra đó chờ cô. Chào cô. Chào cô. Chào anh. Cảm ơn cô đã nhận lời mời của tôi. Dạ. Mời cô ngồi. Anh gọi em ra có việc gì không? Chị uống gì ạ? Cho chị một ly nước cam. Dạ. Nha. Cũng chẳng giấu gì cô, hôm nay tôi hẹn cô ra đây muốn nhờ cô tư vấn về việc vay vốn ở ngân hàng TTM. Chắc là cô cũng nghe nói về việc công ty tôi bị cháy kho hàng rồi chứ? Em đến gặp anh cũng vì vấn đề này. Từ sau khi giám đốc Quân bị điều tra về vấn đề vay vốn khống thì ngân hàng bên em đang rà soát lại số lượng khách hàng mà trước đây giám đốc Quân đã ký duyệt cho vay, trong đó có Gia Hưng của anh. Nói như vậy thì... Đúng vậy, ngân hàng không thể nào cho Gia Hưng tiếp tục vay thêm một khoản nào nữa. Sẵn đây em cũng nói với anh luôn, số vốn đợt trước mà ngân hàng cho Gia Hưng vay kèm thế chấp biệt thự Gia Hưng đã đến thời hạn thanh toán trả lãi. Nếu bên anh không chi trả thì sẽ bị tịch thu căn biệt thự. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Không thể vay vốn được nữa, nhà cũng đã thế chấp, còn cách nào xoay sở để bồi thường hợp đồng đấy chứ? Anh ngồi đi. Anh gọi tôi đến đây để làm gì? Mọi chuyện vẫn còn đang chờ giải quyết, chưa đến thời hạn hợp đồng. Anh không có quyền thúc ép tôi như vậy. Anh bình tĩnh đã. Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện. Chuyện gì? Tạm thời Tiến Phát sẽ gia hạn hợp đồng thêm với Gia Hưng, để anh có thời gian khắc phục hậu quả sau vụ cháy kho. Sau bao nhiêu âm mưu hãm hại Gia Hưng, không lẽ anh lại dễ dàng đưa ra một cánh tay để cứu tôi trong thời điểm này hay sao? Mà không có điều kiện gì à? Tất nhiên là có điều kiện. Tôi biết ngay mà. Anh cứ nói điều kiện của anh đi. Tôi muốn anh ly dị với Gia Hưng. Từ nay về sau, không còn bất cứ liên hệ gì với Gia Hưng nữa. Anh lại nhắm vào Gia Hưng. Rốt cuộc, mục đích của anh là gì? Tôi chỉ muốn đưa Gia Hưng về Sài Gòn để chữa trị và sinh sống mà thôi. Ngay từ xuất phát điểm của mình, mục tiêu của tôi là ba của anh, Nhã Hưng và ông Quân. Nhưng nói thật lòng, kết thúc hiện giờ là điều tôi không hề mong muốn. Bản thân anh lại hoàn toàn không có liên quan gì tới những ân quán. Thường những người chiến thắng luôn tỏ ra là một quân tử, ban phát ân huệ cho kẻ thất bại. Anh muốn hiểu sao thì tùy anh. Bản thân tôi chỉ muốn mở cho anh một con đường để anh có thể làm lại từ đầu. Em chuẩn bị xong hết rồi.
Cảm ơn em. Anh nè, có phải Trọng Nhân đã cho gia hạn thêm thời gian hợp đồng phải không? Sao em lại biết chuyện này? Chính Trọng Nhân đã gọi điện thoại cho em. Anh ta muốn em thuyết phục anh sớm đi về với Nhã Hân. Anh ta sẽ đưa Nhã Hân lên Sài Gòn điều trị. Anh thấy sao? Anh mau đồng ý ký tên vào đơn ly dị đi. Em thấy như vậy á, thì sau này mình sẽ không phải mệt mỏi về chuyện bồi thường hợp đồng nữa. Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý ký tên vào đơn ly dị đâu. Anh nói cái gì vậy Gia Bảo? Anh không đồng ý hả? Tại sao vậy? Anh ta là một con người thủ đoạn, là kẻ thù hại ba của Nhã Hân, thì không lý nào đối xử tốt với Nhã Hân cả. Anh ta chắc chắn sẽ còn muốn dùng thủ đoạn gì để dạy dò Nhã Hân thêm nữa. Anh sẽ không chịu khuất phục trước kẻ xấu đâu. Gia Bảo, nhưng mà chuyện của Gia Hân anh tính sao? Đây là cơ hội có một không hai. Nếu như anh bỏ lỡ thì... Em cũng biết ý anh mà, có đúng không? Khi anh đã quyết rồi thì anh sẽ không bao giờ thay đổi. Chuyện Gia Hân anh sẽ từ từ tìm cách. Thôi, anh đi làm đi. Gia Bảo, chuyện anh có về ăn cơm với em không? Thôi, em cứ ăn cơm trước đi. Anh tranh thủ đem trái cây với nước cam vô thằng Nhã Hân đi. Anh đi nha. Nhã Hân, Nhã Hân, tại sao lúc nào cũng lo cho nó hết vậy? Anh vì nó mà anh không nghĩ đến sự tồn vong của Gia Hân. Tại sao vậy chứ? Tại sao? Tại sao anh không nghĩ tới tôi? Tại sao anh không nghĩ tới con của anh? Tại sao? Nhã Hân, mày có gì hơn tao chứ? Mày có gì hơn tao chứ? Hả? Hả? Nhã Hân, anh nè, tại sao em ngồi đây? Đừng có đụng vô tôi. Anh, đừng có hại tôi nha. Anh, đừng có hại. Anh không tôi hại đâu. Anh đây đi, nè. Đi, tôi sợ lắm. Đừng có hại tôi. Tránh xa ra. Không được lại gần. Anh không có hại lại gần tôi. Tránh ra. Tránh ra đi. Anh không hại tránh đâu. Tránh ra đi. Nghe nói đi. Tôi la lên đó. Anh Trọng Nhân đi mà làm gì vậy? Tôi la lên. Tránh xa quẩy ra. Tôi cảnh cáo anh, không được làm phiền tới Nhã Hân nữa. Anh đừng có hiểu lầm. Tôi đến đây là vì lo lắng cho Nhã Hân thôi. Anh không cần phải giả nhân giả nghĩa đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không lý gì với Nhã Hân đâu. Tuy anh không chấp nhận thỏa thuận của tôi, nhưng tôi rất tôn trọng nhân cách của anh. Tôi cho anh thêm một thời gian để suy nghĩ. Khi nào nghĩ thông rồi thì gọi cho tôi. Không cần. Tôi nói rồi, tôi không chấp nhận chuyện này. Tôi càng không để cho anh có thêm cơ hội làm tổn thương Nhã Hân một lần nữa đâu. Anh đi đi. Đừng hại tôi. Đi đi. Không sao, anh ta đã đi rồi. Tôi ngồi yên rồi đó. Không có gì hết. Bây giờ lên giường ngồi, ngồi đây lạnh lắm. Hả? Thác Lưu Ly đó, anh có biết không? Ừ, tôi biết. Thác Lưu Ly đó. Thác Lưu Ly á, con bướm vàng ở Thác Lưu Ly đó. Tôi biết rồi, con bướm vàng ở Thác Lưu Ly. Nhưng mà cô phải hết bệnh, tôi sẽ dẫn cô đến Thác Lưu Ly. Thác Lưu Ly hả? Tôi có đem nước cam mà cô thích đi. Nước cam? Tôi thích lắm á. Cứ từ từ thôi. Tôi sẽ bảo vệ cho cô, sẽ không để anh ta làm tổn thương cô thêm lần nữa đâu. Bác sĩ à, tình trạng của vợ tôi như thế nào rồi? Sức khỏe của cô ấy đã ổn định hơn. Tuy tinh thần không bình thường, nhưng không còn la hét quậy phá. Điều đáng quan tâm là cô ấy luôn miệng nhắc tới Thác Lưu Ly. Có lẽ đã có điều gì gây ấn tượng nhiều ở đó.
Vậy sau này tình trạng của vợ tôi có khả quan hơn không bác sĩ? Điều này còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố. Tình trạng của cô ấy là tâm bệnh. Nếu muốn cô ấy mau bình phục, gia đình nên gợi mở lại cho cô ấy những ký ức trong quá khứ. Như tôi vừa nói, hãy tập trung vào Thác Lưu Ly. Điều này sẽ giúp cô ấy mau bình phục hơn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Ừ, không có gì. Cậu đã đi thăm cô Hân rồi phải không? Cô ấy ra sao rồi? Tôi lo cho cô ấy quá. Hân đã trở thành người mất trí rồi. Cô ấy đã không còn nhận ra ai nữa gì à? Trời ơi, tại sao cô ấy lại ra nông nổi như vậy? Là tại tôi hết. Tôi đã hại cô ấy. Không phải lỗi của gì đâu. Là tôi. Là tôi nè. Chính tôi đã gây ra những tổn thương quá lớn cho Hân. Lẽ ra thời gian ở bên cô ấy, tôi phải sáng suốt nhận ra Hân là một cô gái sống rất tình cảm. Cô ấy phải chịu những mất mát quá lớn trong quá khứ. Nhưng dù biết, tôi vẫn cố khỏa lắm. Với suy nghĩ cá nhân của mình, với cái tôi quá lớn của mình, tôi cho rằng trên đời này có quá nhiều con người giả dối, coi nhẹ tình cảm. Và hơn hết, tôi có thành kiến với Nhã Hân vì cổ là con gái của ông Quân, người đã hại chết ba tôi. Tôi cho rằng mình đúng. Tôi cho rằng mình có thể thay mặt quan tòa xét xử ở một tòa án lương tâm. Mà tôi có quyền định đoạt số phận của mọi người. Kết cục rồi thì sao chứ? Chính tôi phải dày dò với tòa án lương tâm của mình. Cô vô đây đi. Đây là phòng của cô đó. Cô đã từng ở phòng này. Cô nhìn coi cô có nhớ gì không? Đây là phòng của cô. Trước đây cô đã ở nơi này. Cô nhìn xem coi có nhớ gì không? Tôi đã ở đây hả? Ừ, đúng rồi. Cô đã ở phòng này cùng với tôi sau khi chúng ta cưới nhau. Cưới hả? Ừ. Cưới ai? Cưới tôi. Tôi cưới cô. Anh... Cô hãy nhìn xem. Đó, bức hình cưới của chúng ta đó. Chúng ta đã cưới nhau trong tình trạng gượng ép không tình cảm, nhưng mà cũng trải qua ít nhiều kỷ niệm. Vui có, buồn có. Cô có nhớ gì không? Không ngờ nó bị điên rồi mà vẫn quấn lấy anh Bảo như vậy. Cô Ngọc Anh ơi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Ê trời, tự nhiên ai đặt bình bông vậy? Bình này mắc tiền lắm á. Chuyện gì thì nói mau đi. Cậu Bảo á, đưa Mở Hân về nhà rồi. Bây giờ hai người đang ở phòng Mở Hân á. Dám đưa nó về đây sao? Dạ. Cô ráng nhớ thử xem. Dạ Bảo. Anh làm cái gì vậy? Tại sao lại đưa Nhã Hân về đây? Em sao vậy? Anh đưa Nhã Hân về đây em phản ứng như vậy à? Cô ấy trước đây bình thường mà còn tìm cách hãm hại em. Huống chi bây giờ cô ấy đang bị tâm thần, cô ấy sẽ làm những gì? Hại em và con của em. Tại sao anh không nghĩ cho em và con? Hả? Em thôi đi. Em đừng có làm cho Nhã Hân sợ được không? Đi ra ngoài đi. Anh sẽ nói chuyện với em sao? Được. Vì Nhã Hân mà anh đàn em như vậy. Sợ lắm. Đừng hại tôi. Không sao đâu. Cô ấy đi rồi. Có tôi ở đây không ai làm hại gì cô đâu. Cô không cần phải sợ. Đừng hại tôi. Không sao. Đừng gối đi. Không ai làm hại gì cô đâu.
Bây giờ tĩnh tâm, ráng nhớ lại xem. Anh nói thật đi, có phải là anh yêu Nhã Hân được đúng không? Em đang nói gì vậy? Sao lúc nào em cũng nghi ngờ anh hết vậy? Vậy em hỏi anh, tại sao mọi chuyện đã được giải quyết theo hướng đó rồi? Nhã Hân phải rời khỏi biệt thự này và chúng ta có thể sống ở bên nhau. Anh lại đưa cô ấy trở về. Chúng ta không thể nào sống ích kỷ với Nhã Hân như vậy. Bây giờ cô ấy đã mất tất cả rồi, chúng ta không thể nào bỏ rơi cô ấy trong thời gian này, em có hiểu không? Nhưng mà anh không thấy cô ta cấu kết với trọng nhân để hãm hại Gia Hân đang nông nổi này hay sao? Anh tin là Nhã Hân không phải là người hại Gia Hân của chúng ta. Tất cả mọi chuyện xảy ra là do tên trọng nhân. Tóm lại là em không muốn, em không muốn Nhã Hân ở trong căn nhà này nữa. Anh trả cô ta về lại bệnh viện đi. Em không nghe bác sĩ nói sao? Cô ấy cần được gợi nhớ những ký ức thì mới mau hồi phục được. Nếu mà trả cô ấy về bệnh viện thì làm sao cô ấy mau hết bệnh đây? Tại sao anh biết những ký ức ở đây có thể khiến cô ấy hồi phục? Chẳng phải ở đây cô ấy không được vui vẻ gì hay sao? Nói tóm lại, anh vẫn giữ quyết định để Nhã Hân ở đây để chăm sóc. Chăm sóc khi nào cô ấy hết bệnh thì thôi. Dạ Bảo. Đến giờ phút này, tôi thật sự chưa nghĩ ra cách để thuyết phục cổ đông như thế nào để tiếp tục tìm hướng đi cho dân. Nhưng mà tôi thật sự có lòng tin là mình sẽ làm được. Nếu cùng đường, tôi nghĩ mình phải buông cái ghế tổng giám đốc. Nhưng mà tôi nhất định phải giữ lại nhà máy. Dù không có tiền thuê nhân công, tôi sẽ tự tay làm lại từ đầu. Bởi vì đó là tâm huyết của ba tôi, là nơi ba mẹ tôi khởi nghiệp. Cô sẽ ủng hộ tôi chứ? Tôi biết cô sẽ ủng hộ tôi mà. Bởi cá tính của cô cũng giống như tôi, tôi không hề khuất phục trước khó khăn. Chúng ta có thể nói là cùng chung một quan điểm. Chỉ có điều được cô thức tỉnh thì tôi mới nhận ra. Tôi vẫn còn nhớ có lần cô hỏi tôi, nếu ngày đó người mà tôi gặp và đính hôn là cô, có phải là tôi sẽ yêu cô không? Tôi nghĩ chắc là có đó. Tôi nhận ra điều này lâu rồi, nhưng mà không dám thừa nhận thôi. Và tôi cũng không thể thừa nhận, bởi vì tôi không thể bày tỏ cùng cô, càng không thể để cho Ngọc Anh biết. Ngọc Anh sẽ bị tổn thương. Tôi phải có trách nhiệm với hai mẹ con của cô ấy. Có nói gì đi nữa thì tôi cũng không thể nào phụ bỏ mẹ con Ngọc Anh. Con mong ba hãy hiểu cho quyết định của con lần này. Gia Bảo, anh có nghĩ đến cảm nhận của bác gái khi bác tỉnh lại hay không? Anh phải nghĩ đến tương lai của Gia Hưng chứ. Mẹ sẽ hiểu cho anh. Anh muốn mình đường đường chính chính là một con người sống không hổ thẹn. Ba anh đã từng mắc sai lầm, anh không muốn đi theo con đường của ba anh. Bao nhiêu năm sống trong sự dằn vặt và đau khổ. Dạ, có nghĩ đến tương lai của mẹ con em hay không? Em an tâm đi, anh đã có những sự tính toán trong đầu rồi. Nếu em không ngại khó khăn thì hãy cùng anh chung tay gây dựng lại từ đầu. Chỉ cần anh đi về với Nhã Hân thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi mà. Tại sao vậy? Tại sao anh lại vì cô ta đến mức mà anh không chịu ly dị? Anh không thương em hả? Anh không muốn nói tới điều này nữa. Cho dù có thế nào, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm về lời hứa của mình, và tôi sẵn sàng rời khỏi ghế tổng giám đốc. Số cổ phần lớn của tôi sẽ được phía cổ đông tính vào hợp đồng thua lỗ. Vào đi. Sao ông lại tới đây? Ông yên tâm, ngồi xuống đi. Mọi việc để tôi lo cho. Xin lỗi mọi người, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là luật sư đại diện cho ông Hải, tổng giám đốc của Gia Hưng trước đây. Trong tay tôi đang nắm giữ bản di chúc của ông Hải liên quan tới cậu Gia Bảo, người kế nhiệm của ông Hải. Đây toàn bộ là số tiền tiết kiệm kèm theo những sổ chứng từ đất đai mà ông Hải đã viết di chúc để lại cho cậu Gia Bảo. Cậu Bảo có thể sử dụng hợp pháp và có quyền quyết định dùng nó cứu nguy cho công ty. Nếu các vị cần, tôi sẽ gửi bản photo toàn bộ di chúc này để cho tất cả quý vị tham khảo. Đây là di chúc của chú Hải. Chú muốn tôi giữ và chỉ công bố khi ông gặp khó khăn và cần thiết nhất. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất. Tôi thực sự biết ơn ba mình. Ông đã lao tâm khổ tứ, suy nghĩ và tích lũy cả đời cho tôi. Vậy mà có lúc tôi đã trách ba tôi luôn áp đặt cho tôi. Mọi việc coi như đã giải quyết xong. Để ngồi ở vị trí tổng giám đốc vững vàng, ông phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hiện tại đang có rất nhiều những cá nhân lam le muốn giành lấy Gia Hưng. Tôi hiểu. Tôi sẽ cố gắng để không phụ tấm lòng của ba tôi đã dành cho tôi. Tôi tin ở ông. Tôi biết là trước đây cô rất thích nơi này, cho nên là tôi đã đưa cô đến đây. Nơi này là nơi cô đã gặp Trọng Khôn, cô còn nhớ không? Khôi, anh Khôi. Đúng rồi, cô nói Khôi là người mà cô sẽ yêu mãi mãi. Hai người đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau ở nơi này. Cô ráng nhớ lại xem. Ráng nhớ đi. Tôi tin là cô sẽ nhớ mà. Gia Hưng. Trọng Nhân, anh còn tới đây làm gì nữa? Anh về đi. Tôi muốn giúp cho cô ấy nhớ lại mọi chuyện. Anh mà cũng có lòng tốt như vậy sao? Tôi chỉ mong anh đừng làm cô ấy bệnh nặng thêm nữa là tôi mừng rồi. Anh đi về đi. Tôi cấm anh từ nay không được tới làm phiền cô ấy nữa. Nè, anh có quyền gì mà cấm tôi chứ? Anh đừng quên, tôi là người chồng hợp pháp của Gia Hưng. Còn anh chính là người đã hãm hại Gia Hưng điên cuồng tới mức như vậy. Như vậy đã đủ quyền chưa? Anh đi về đi. Anh Khôi. Anh Khôi ơi, anh đừng bỏ em. Anh không đi, anh sẽ ở bên cạnh em mà. Anh hứa nha, anh đừng bỏ em. Anh hứa mà. Rồi đó nha. Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao đến lúc này mà Nhã Hơn nhìn chiến thắng mình, giận dữ lấy anh Bảo? Anh Bảo phải là của mình, phải là của mình. Con đi đủ chưa? Dạ, cậu Bảo mới về. Chị Nữ, Mợ Hơn đâu rồi? Hồi sáng á, có xe hơi đến đón Mợ Hơn đi rồi cậu. Ai đã đón Nhã Hơn vậy? Là Trọng Nhân. Trọng Nhân đến đón Nhã Hơn đi rồi. Cậu lên phòng cho tôi. Dạ cậu. Trọng Nhân đến chở Nhã Hơn đi à? Không phải chính anh đã đồng ý rồi sao? Anh ta có nói là khi nào đưa Nhã Hơn về đây không?
Anh Nhân nói sẽ để Nhã Hân ở bên nhà qua đêm chơi với con gái của anh. Gia Bảo, anh vừa mới đi làm về, sao không lên trển tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe? Anh đi đâu nữa? Anh đến nhà của Trọng Nhân để xem cô Nhã Hân như thế nào. Anh chỉ sợ là Nhã Hân sẽ không ngủ quen. Gia Bảo, em thật không thể hiểu nổi, có phải anh đang tự lừa dối mình hay không? Em muốn nói gì? Anh đã có tình cảm với Nhã Hân rồi phải không? Vậy còn mẹ con em? Mẹ con em có giá trị gì trong lòng của anh hả Gia Bảo? Anh nói đi, em hy sinh tất cả vì anh. Em chăm sóc mẹ anh không nề hà. Nhưng anh thì sao? Anh nỡ phản bội lại tình yêu của em như vậy hả Gia Bảo? Anh đã nói với em rồi, anh rất lo cho Nhã Hân. Vì bệnh của cô ấy cho nên anh đã đồng ý cho Trọng Nhân giả làm Trọng Khôi để cho cô ấy mau khỏi bệnh. Nhưng mà anh rất lo lắng khi cô ấy rời khỏi căn biệt thự này, em có hiểu không? Em không hiểu gì hết, em không hiểu gì hết. Em chỉ biết giờ đây mà mối quan tâm lo lắng của anh để dành cho Nhã Hân. Còn em, còn có của chúng ta thì sao? Tại sao anh không nói hoài gì tới hết vậy? Anh xin lỗi em, trong lúc này cô ấy rất cần anh, cô ấy rất cần chúng ta, anh phải giúp cô ấy. Gia Bảo, em buông không cho anh đi. Anh không có được anh đi à. Em phải ở lại với em. Buông anh ra đi mà. Gia Bảo. Ngọc Anh à, em sao vậy? Ngọc Anh, anh đau quá. Đừng bỏ em mà, anh đừng đi đâu hết. Dành ăn với con hết, lần nào làm cũng xung phong đi nấu nước chứ đâu có biết gói bánh đâu ha. À, nước cần xong rồi đó nha. Cậu Khôi ơi, cô Hân vẫn nhớ đến cậu. Tôi đã từng rất giận cô ấy vì nghĩ cô quên cậu rồi, nhưng giờ đây tôi lại mong làm sao cho cô ấy hãy quên cậu đi, vì tôi biết cậu Nhân rất yêu cô ấy. Tôi biết suy nghĩ của mình là tội lỗi, nhưng giá như cô Hân cứ như vậy, đừng tỉnh lại để cô mãi mãi sống trong giấc mơ hạnh phúc của mình. Hai cô cháu xong chưa vậy? Dạ, sắp xong rồi ba. Xong rồi đó. Nè, anh thấy giỏi không? Giỏi, em làm giỏi lắm. Làm đẹp nữa. Anh đi nấu đi nha. Ừ. Anh giỏi quá. Anh Khôi, em yêu anh. Tại sao cô Hân gọi ba con là Khôi vậy? Cô Hân thích cậu ba như vậy đó. Cô Hân ơi, cô có thương con không? Thương chứ. Demi là thiên thần của cô mà. Cô luôn muốn có một đứa con ngoan ngoãn, dễ thương như bé Mi vậy nè. Con á, luôn đem đến cho cô nhiều niềm vui. Nhiều niềm vui vậy nè. Bé Mi dễ thương lắm đó. Ngọc Anh à, anh xin lỗi em. Em nói đúng, anh đã có những suy nghĩ khác về Nhã Hân. Lẽ ra anh không nên suy nghĩ như vậy. Từ nay anh sẽ xua đi suy nghĩ đó, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ con em. Rõ ràng
anh đang lo cho Nhã hơn. Tại sao chứ? Anh không thể thay đổi, không thể có tình yêu với người khác ngoài em được. Tuyệt đối không thể. Dạ con chào bà đến tìm cô Ngọc Anh hả? Ngọc Anh có nhà không? Dạ có. Dạ con mời bà vô. Trời ơi, bà biết không? Công nhận cô Ngọc Anh cổ giỏi ghê á bà. Trời ơi, sao cổ vừa trẻ vừa đẹp mà cổ giỏi quá đi. Từ lúc cổ về nhà này á, trời ơi, nhà này trật tự dễ sợ luôn đó bà. Ngọc Anh đang ở đâu? Dạ chắc cổ đâu lang thang ngoài vườn đó bà. À, vậy để tôi ra đó gặp nó. Cô cứ lo việc của mình đi, tôi tự đi được rồi. Dạ con cảm ơn bà. Chứ nãy giờ đứng ngoài đây á, nắng quá à, hư hết làn da mỹ miều của con. Cho dù anh bà có giải thích thì con cũng không tin. Con phải nghĩ cách gì đó để Nhã Hân hoàn toàn biến mất khỏi căn nhà này. Cần cái gì mà con phải hao tổn đầu óc như vậy chứ? Để bà giết nó đi cho nhanh gọn lẹ. Bà Ngọc Anh. Mẹ Ngọc Anh à, con đừng nghe theo lời ba con mà làm bậy nha. Mẹ à, nếu như con không có được vị trí mợ chủ trong căn nhà này, cũng như phải mất anh Bảo, thì con sẽ chết. Con à. Thôi, đừng có sống giả tạo nữa. Ông Quân đã chết rồi, bà cần gì phải làm màu vậy chứ? Bày đặt giả bộ, lo lắng cho con gái của ổng làm cái gì chứ? Bây giờ ngược lại, phải biết thương con thương cháu của bà kìa. Bà phải cùng với cha con của tụi tôi giành một chỗ đứng trong Gia Hưng này, bà biết chưa? Muốn có được hạnh phúc bằng thủ đoạn thì thử hỏi có sống vui vẻ hay không. Nè, bà đã sống tốt chưa? Bà có dám nói bà không tham vọng, không tính toán? Nếu không, tại sao bà lại đi giật chồng của người khác, hại người ta chết trong tức tử vậy hả? Ngọc Anh à, con phải nghe theo lời mẹ, đừng nghe lời ba con nha không? Vô anh Bách. Dạ. Vô. Nè, hôm nay hai ông á, cứ việc ăn uống no sai đi, bao nhiêu tôi lo hết. Hôm nay ngon lành ha. Ông thấy gì không? Anh Bách á, càng lúc á, càng giống ông chủ lớn rồi. Ok luôn đó anh Bách à. Vô. 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 Nè, tôi cho hai ông biết nha, sắp tới tôi sẽ chính thức là cha vợ của cậu chủ trong nhà Gia Hưng. Tôi sẽ nói với con rể của tôi cho tôi quản lý hết cái nhà máy. Lúc đó tôi sẽ chiếu cố hết tất cả những anh em giàu sinh ra tự với tôi. Mình hãy coi nhà máy là điểm tập kết của tụi mình. Thằng Bách này sống rất là nghĩa khí, không có bỏ bất kỳ một anh em nào đâu. Anh Bách số 1 đó nghe. Cũng lên cảm ơn anh Bách nghe. Rồi, mời anh Bách. Ăn đi. Dạ. Các người phải trả giá cho những gì mình đã làm. Trả giá cho cái chết của ba tôi và em trai tôi. Đáng đời lắm. Thật đáng đời. Nhớ. Không. Nhớ. Em có sao không chị? Không, tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Buông ra đi. Có anh đây rồi. Em đừng sợ. Không. Đừng sợ, đừng sợ. Tôi sợ lắm. Đừng sợ nữa. Cô muốn mặc cả gì với tôi? Anh có cần ăn nói khó nghe như vậy không? Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Giúp tôi? Tôi không cần sự giúp đỡ của cô thêm nữa. Là chuyện của Nhã Hân,
tôi sẽ giúp anh có được đơn ly hôn của anh Bảo. Bù lại, tôi muốn anh đưa Nhã Hân đi một nơi thật xa, không còn liên quan tới anh Bảo nữa. Vì điều này sẽ tốt với tất cả mọi người, tôi cũng xin nhắc cho anh nhớ, anh nên để cho Nhã Hân sống mãi mãi trong mơ hồ. Đừng để cho cô ấy nhận ra ai là kẻ thù của mình. Biệt thự và tài sản còn lại của ông Quân cũng đã bị niêm phong. Bây giờ Nhã Hân chỉ còn lại mình là người có thể che chở cho cô ấy. Vì vậy mình cũng muốn đưa Nhã Hân rời khỏi. Một dòng đời nghiệt ngã. Ngày ấy, khi bước chân vào căn nhà này, mình chỉ mong được sống trọn vẹn đời mình ở nơi này để tạo dựng hạnh phúc cho con. Không ngờ mai đây, khi căn nhà bị niêm phong, mình lại trở về với cuộc đời tư cố vô thân. Mọi thứ đều chỉ là ảo ảnh, thoáng hiện như sự rượt đuổi của định mệnh. Nè, ông kia, ông đứng lại coi. Ông nói tôi nghe, ông lấy quyền gì mà ông bắt tôi làm hết việc này việc nọ vậy hả? Nói cho cô biết, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ là quản gia của cái nhà này. Ai mà làm việc không đàng hoàng tôi đuổi hết. Ông, ông cái gì? Ra mở cửa đi. Quản gia bà la xa xa á. Dạ con chào ba. Ừ, chào con. Bác cứ yên tâm đi. Từ nay bác cứ ở đây. Nếu cô bác ở bên cạnh, công an sẽ yên lòng hơn. Ừ. Mẹ, con mừng quá. Cuối cùng mẹ con mình cũng được ở bên nhau rồi. Ừ, mời bác. Ờ, ba. Ừ. Không ngờ ba đã ở gần con gái của ba lâu nay mà ba vẫn không hay không biết. Lúc ba đi thì con còn nhỏ quá nên không nhận ra ba. Sóng gió cuộc đời đã khiến ba thay đổi quá nhiều. Cả con của mình mà ba vẫn không nhận ra được. Hoàn cảnh chia cắt của gia đình mình thật là bất hạnh cho Ngọc Anh. Bác trai cũng đã chịu nhiều thiệt thòi mất mát. Từ nay đã có Ngọc Anh phụng dưỡng rồi. Bác cứ ở lại đây đi, để tụi con tiện chăm sóc cho bác. Dạ, cảm ơn cậu. Nhưng mà mẹ, con mừng quá. Vậy là kể từ bây giờ gia đình mình được đoàn tụ bên nhau rồi. Con mừng quá. Mẹ, con kêu chị Mỹ Nữ dọn phòng cho mẹ rồi. Sao con và ba con lại kéo mẹ vào chuyện này? Qua mặt cậu Bảo. Bây giờ thì với ba con, cậu Bảo phải kiên nể ổng. Ổng sẽ còn làm bao nhiêu chuyện sai quấy nữa con có biết không? Con cũng đã bị ép thôi mà. Nhưng mà ba nói cũng đúng. Ba phải có một danh phận rõ ràng để sống trong căn nhà này mẹ à. Cũng như sắp tới ba sẽ giúp con quản lý việc ở nhà máy. Ngọc Anh à, mẹ xin con đó. Con đừng có tính toán tham vọng nữa. Hậu quả sẽ khó lường đó. Con có biết không? Con nhất định phải có tất cả mọi thứ mà con xứng đáng phải có được. Cái gì vậy? Buông ra coi. Đi. Làm gì nóng tay như vậy?
Tưởng tôi như ngựa mù vậy. Gì vậy? Giờ tính đi sao anh Tám? Giờ chẳng lẽ để cha con nó đè đầu cởi cổ hoài hay sao? Tính đi. Tính lẹ đi anh Tám. Tôi nói thiệt nha, tôi mà tính được á thì bây giờ tôi làm chủ vườn chứ không phải còn làm vườn ha. Trời ơi, giờ này mới thấy giả tâm của Ngọc Anh nha. Thấy không, nó đưa cả gia đình nó vô Gia Hưng luôn đó. Nó muốn chiếm đoạt cả Gia Hưng này nè. Thấy nó thủ đoạn ghê không? Đúng, cái con Ngọc Anh này đúng là thủ đoạn mà. Nhắc tới Ngọc Anh rồi tôi nhớ tới Trà Bách. Thằng Trà Bách cũng là thủ đoạn. Đúng rồi. Mà nói tới Trà Bách á, tôi bỗng rũng tay chân luôn. Trời ơi, cái nhà này á, bây giờ khủng khiếp quá à. Tôi có cảm giác như tôi là thiên thần sống giữa bầy ác quỷ gì đó. Gì? Bà là ác quỷ á, còn thiên thần là tôi nè. Nó bạo hoài à. Ý. Gì vậy? Tôi nghĩ ra một cách rồi. Cái gì? Hay là mình đi tố cáo hai cha con họ đi. Đi. Ê, khùng hả? Bây giờ mà tố cáo người ta lạng hoạn giải quyết không xong, tố cáo ngược lại mình ở tù à? Chứ bây giờ phải làm sao đây? Suy nghĩ cách đi. Suy nghĩ đi mà. Để tôi suy nghĩ coi. Sao? À, có cách rồi. Có cách rồi hả? Cách gì? Bây giờ hai anh mình nhìn đi. Nhìn bao lâu nay rồi? Suy nghĩ cách khác đi. Chứ bây giờ làm lớn chuyện lạng hoạn nó dập ngược lại mình chết nè. Suy nghĩ cách khác đi. À, hết cách rồi. Nhưng mà bây giờ có một tin vui nè. Tin gì? Trong cái nhà này nè. Sao? Còn rắc rối dài. Làm gì đánh hoài á? Ông không vừa vừa thôi. Nghĩ cách đi. Anh Khôi, bé Mi gì qua đâu? Kêu ra chơi với mình đi. Hôm nay anh muốn không gian này chỉ có hai đứa mình thôi. Em có thấy hạnh phúc khi ở bên anh không? Sao anh hỏi vậy? Anh muốn đuổi em đi phải không? Em không đi đâu, em không về lại Gia Hưng đâu. Em không về đâu. Không đi. Về mà. Không đi đâu. Tuyệt đối không có chuyện đó đâu em. Anh sẽ giữ em mãi bên cạnh anh. Anh đã sai lầm một lần rồi. Và giờ đây, anh không để cho em thất vọng về anh nữa đâu. Em uống nước đi. Nè, uống đi em. Ông đang làm cái gì vậy? Ông ăn cắp cái gì phải không? Nè, đừng có nhiều chuyện. Cứ ở đó mà hưởng phước của con gái đi. Ông mau trả đồ lại cho nhà Hưng đi.
Đã nói là bà đừng có nhiều chuyện mà. Nếu bà còn la lớn làm ầm lên nữa, bà đừng có trách tôi. Nếu như nó không bị tác động từ ông, nó sẽ không bao giờ trở nên như vậy đâu. Cầm cái mỏ lại đi. Tôi phải làm tất cả những điều này vì hạnh phúc của con Ngọc Anh mà thôi. Nhưng đây là hành động sai trái. Sai trái thì sao? Đừng có cản trở con đường làm giàu của cha con tôi nữa. Tốt nhất cầm cái mỏ của bà lại. Không nghe, không thấy, không biết cái gì cả. Bà có biết chưa? Nếu không, bà đừng có trách tôi. Bà nhớ đó. Không biết ông ấy lại sắp làm nên chuyện gì nữa đây. Lỡ như mà, thật là lo cho con Ngọc Anh quá. Phải làm sao bây giờ? Cảm ơn em. Mẹ, mẹ ăn cơm đi mẹ. Bà sống ở đây có quen không bác? Mẹ, anh Bảo đang hỏi mẹ kìa. Bác già rồi, không có đòi hỏi gì thêm. Có một chỗ trú thân là mừng rồi. Cảm ơn con nhiều lắm. Dạ. Dạ, con mời bác ăn cơm. À, anh nè, bác gái vừa uống thuốc xong, bác ngủ rồi. Đợi khi bác thức á, em sẽ đem cơm lên cho bác ăn. Anh đang lo lắm. Thời gian gần đây tinh thần mẹ không bấn loạn hay la hét mà ngủ liên tục. Anh phải gọi bác sĩ tới đây để khám xem sức khỏe của mẹ như thế nào. Chứ để tình trạng của mẹ như thế này, anh nghĩ không ổn đâu. Có thể anh sẽ đưa mẹ vào bệnh viện để cho bác sĩ có cách điều trị tốt hơn. Em thấy sao? Em thấy là nên để cho bác an dưỡng thêm một thời gian nữa đi anh. Bác ngủ nhiều cũng để cho tinh thần không dễ bị kích động. Điều này cũng tốt mà. Em sẽ luôn theo dõi tình hình sức khỏe của bác. Anh cứ yên tâm lo công việc đi. Anh cảm ơn em. À, tình hình công ty lúc này sao rồi anh? Công ty bây giờ đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất rồi. Nhưng mà còn rất nhiều những khó khăn gì sau để mà công ty trụ vững. Tiếc là em đang mang thai, là phải trông coi nhà cửa và chăm sóc bác gái nữa. Nếu không em cũng muốn vô công ty để phụ giúp anh. Anh cố gắng ăn nhiều nha. Em thấy anh dạo này cứ lo công việc vất vả, càng ngày càng xanh xao rồi đó. Anh biết rồi. Chỉ cần thấy anh mỗi ngày hạnh phúc thì mẹ con em cũng vui rồi. Em sẽ chăm sóc bác gái chu đáo để anh yên tâm giải quyết công việc và vực dậy da hơn. Cảm ơn em. Em ăn đi. Mẹ ăn cơm đi. Alo. Nhà Hưng có gì Gia Hưng không chị? Anh nói cái gì vậy? Nhà Hưng đang bên nhà của anh mà. Anh để Nhà Hưng đi đâu vậy? Nói vậy là cô không có gì đó hả? Thôi thôi tôi biết rồi. Vậy tôi đi tìm cô ấy đi. Bay lên. Nhà Hưng đi đâu vậy chứ? Nhà Hưng thường đến thác lưu ly. Chắc là cô ấy tới đó. Vậy anh phải đi tìm cô ấy. Gia Bảo, em cũng đi với anh nha. Em rất lo cho Nhã Hân. Nhã Hân bây giờ như vậy, không biết có xảy ra chuyện gì hay không nha anh. Mẹ ơi, mẹ cứ ăn xong rồi để đó, tôi còn dậy ăn sau nha. Mình đi thôi, đi. Ngọc Anh, nó có thật lo lắng cho con Nhã Hân hay không? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhã Hân! Nhã Hân à! Nhã Hân! Nhã Hân! Nhã Hân! Trọng Nhân! Em đau quá. Trọng Nhân! Nhã Hân! Anh hứa với tôi là chăm sóc tốt cho Nhã Hân. Tại sao để cho Nhã Hân đi mất tích như vậy? Hả?
Lúc đó tôi với cô ấy đang chơi trong vườn. Cô ấy nói khát nước, tôi vô trong nhà lấy nước cho cổ. Khi tôi trở ra thì không thấy cổ đâu nữa hết. Khi tôi đi tìm thì thấy cổng đã mở rồi. Vậy còn con gái của anh, người làm của anh đâu? Tại sao không có chừng của ta? Con gái của tôi thì đi học rồi, còn người làm của tôi á thì đi mua đồ cho Nhã Hân. Anh... Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Quan trọng là bây giờ tình cho ra Nhã Hân đi. Nếu mà Nhã Hân có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Nhã Hân, cô đã ở đâu? Nhã Hân, Nhã Hân à, Nhã Hân, Nhã Hân ơi, em đang ở đâu? Gia Bảo, hình như là giày và khăn của Nhã Hân. Vậy của Nhã Hân. Đúng rồi. Khăn trời này cũng của Nhã Hân. Từ nay cái tên Nhã Hân sẽ biến mất mãi mãi. Cái tên Trọng Nhân cũng sẽ biến mất. Anh và em sẽ làm lại từ đầu. Nhã Hân, con gái. Ủa ba, cô Hân đâu ba? Ba hứa với con là đưa cô Hân về ở với con mãi mãi mà ba. Ủa, chứ cô Hân không có ở trong nhà sao? Dạ, con mới thức dậy con kiếm khắp nhà mà con không thấy cô. Con hỏi bà mà bà cũng không biết luôn. Ba, ba đi đâu vậy ba? Có phải cô đã ra tay hãm hại Nhã Hân sau lưng tôi không? Anh đang nói cái gì vậy? Khi tôi về nhà thì không thấy Nhã Hân đâu hết. Không phải cô đem cô ấy đi thì còn ai chứ? Tôi không bao giờ làm chuyện này. Bản thân tôi không hề muốn Nhã Hân chết. Tất cả những chuyện tôi làm là để bảo vệ tình yêu của tôi mà thôi. Không lý nào. Không lẽ ba đã làm chuyện này? Anh đã sai lầm rồi. Anh đã sai lầm khi về Việt Nam. Anh đã sai khi tìm em trả thù cho em trai của anh. Để cuối cùng đẩy em vô bước đường này. Nhã Hân, Nhã Hân ơi, em về với anh đi. Nhã Hân. Gia Bảo, sao rồi con? Gia Bảo, có tin tức gì của Nhã Hân không? Con đã cùng những người của đội cứu hộ tìm ở dưới suối, hy vọng là sẽ tìm được Nhã Hân, nhưng tất cả đều vô vọng. Ah!
Vì sao cô mất tích rồi mà còn biết đường quay về biệt thự Gia Hưng? Tại sao không lúc nào cô làm theo sự sắp đặt của tôi vậy? Cô cứ phải làm theo ý mình. Cô có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tại sao chứ? Ngô Bách, em đang làm gì vậy? Em qua coi Nhã Hân sao? Sợ cô ấy lạnh, em đắp mền đó mà. Cũng may mà Nhã Hân biết đường mà tìm về được. Anh rất lo cho tính mạng của cô ấy. Thôi, em về phòng nghỉ đi. Anh ở đây canh chừng Nhã Hân được rồi. Em cũng muốn ở lại canh chừng Nhã Hân. Anh cứ về phòng nghỉ đi. Cả ngày hôm nay anh lo tìm kiếm cũng mệt lắm rồi. Đâu có được, em đang mang thai mà. Anh không có sao đâu. Mang thai như vậy không có được thức đêm. Em về phòng nghỉ ngơi đi nha. Đi, đi đi. Anh không sao đâu. Vậy thôi em về phòng. Anh cũng ráng tranh thủ chợp mắt nha. Nhã Hân à, cô đâu rồi? Nhã Hân, cô dậy rồi hả? Cô thấy trong người thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Anh quen tôi hả? Mà tôi là ai vậy? Tôi đang ở đâu? Tôi là Gia Bảo, còn cô là Nhã Hưng. Còn đây là biệt thự Gia Hưng. Hôm qua cô đã đi đâu vậy? Không phải cô đang ở nhà trọng nhân hay sao? Rồi cô tới thác lưu ly lúc nào? Sao lại để chiếc giày ở đó? Cô nói tôi nghe đi. Thác lưu ly? Giày? Chuyện gì đã xảy ra với cô trong suốt ngày hôm qua? Ở nhà trọng nhân. Đi đâu? Làm gì? Tôi ở đâu? Không, tôi không biết đâu. Đừng có hỏi, tôi không biết đâu, tôi không biết đâu. Thôi thôi thôi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ không hỏi cô nữa. Cô đừng có suy nghĩ nhiều nữa nha. Bây giờ cô hãy vô phòng nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ gì cả. Nghe lời tôi nha. Vô phòng nghỉ ngơi đi. May mà cô ấy bình yên trở về. Cứ tưởng đâu là cô ấy đã. Nhất định là ta lại bày trò hãm hại cô ấy. Con người này thật là thủ đoạn mà. Tất cả là tại mình. Sao mình lại tin tưởng rồi để Hân đến gần anh ta chứ? Ý trời đất ơi! Trời ơi cậu Nhân, sao cậu nằm đây? Cậu Nhân về hồi nào vậy? Trời ơi sao cậu về mà cậu không gọi tôi? Chết rồi, người cậu như vậy là cậu dầm xương cả đêm rồi phải không? Cậu đi lên tắm rửa thay đồ đi để bệnh chết đó. Tôi phải tiếp tục đi tìm Nhã Hân. Không được. Cậu đã tìm suốt cả đêm qua rồi. Cậu mà tiếp tục nữa là cậu chịu không có nổi đâu.
Với lại biết cô Hân ở đâu mà cậu tìm? Mặc kệ, tôi phải đi tìm cổ. Trời ơi, tôi đã nói là không được. Cậu Bảo, cậu Bảo ơi, có chuyện gì từ từ nói đi cậu Bảo à. Cậu Nhân, cậu có phải đắc tâm hãm hại Nhã Hân hay không? Anh tránh ra đi, tôi không có thời giờ tranh cãi với anh. Tránh ra. Anh có biết hôm qua Nhã Hân về nhà với bộ dạng như thế nào không? Nếu mà cô ấy không biết đường về biệt thự rồi đi đâu đó gặp nguy hiểm thì sao? Con gì nói gì vậy? Nhã Hân về rồi hả? Cô ấy có sao không vậy? Anh đừng có giả bộ trước mặt tôi nữa. Chắc chắn là đã hại cô ấy đúng không? Chuyện cô ấy rơi xuống vực, tại sao Nhã Hân lại đánh rơi đồ đó? Anh nói đi, anh đã bày trò gì hả? Đúng, tất cả là một màn kịch. Tôi đã có ý định dựng lên một màn kịch cho Nhã Hân phải chết để lừa cậu, rồi tôi sẽ đưa Nhã Hân rời khỏi đây. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý hại cô. Tôi không tin. Rõ ràng anh đã lên kế hoạch từ trước rồi. Anh đã lên kế hoạch gây nên nhiều bi kịch cho gia đình tôi và gia đình cô ấy. Lần này anh lại muốn tiếp tục gây cái gì nữa đây? Con người anh thật là đáng sợ. Tôi đã tin lầm anh. Xem tí nữa, tôi đã hại chết Nhã Hân. So với tôi, người đáng sợ là Ngọc Anh đó. Người mà cậu yêu thương và tin tưởng nhất. Anh nói cái gì? Tất cả kế hoạch của tôi đều có sự tiếp tay của Ngọc Anh. Lần này chính Ngọc Anh đã dựng hiện trường giả, kêu tôi giúp cô ta lừa gạt anh, coi như một công đôi chuyện. Anh nói cái gì? Chính em là người đồng mưu với Trọng Nhân để hãm hại Gia Hân và Nhã Hân. Chính miệng anh ta đã nói như vậy. Người dàn cảnh để đốt kho hàng rồi đổ tội cho Nhã Hân chính là em. Gia Bảo à, tại sao anh có thể tin một câu chuyện vô lý chính từ miệng anh ta chứ? Làm sao em có thể làm điều xấu xa như vậy với người em yêu? Hơn nữa, Nhã Hân là một người chị em thân thiết với em từ nhỏ. Làm sao em có thể làm điều đó hả Gia Bảo? Thực sự anh cũng không tin những lời anh ta nói. Anh chỉ muốn hỏi em cho rõ ràng hơn thôi. Chắc chắn đây là lời bịa đặt của anh ta để khỏa lấp tội lỗi anh ta gây ra. Rõ ràng là sau khi hại mọi người xong, anh ta lại tiếp tục muốn ly gián tình cảm của hai chúng ta. Vậy mà anh còn về hỏi em. Anh khiến em đau lòng quá. Ngọc Anh à, từ nay về sau anh sẽ không tin bất cứ điều gì từ anh ta nữa. Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Anh hồ đồ quá. Sao anh có thể nghi ngờ em được chứ? Thôi bỏ đi. Chỉ cần anh hiểu rõ ràng mọi chuyện và anh đừng tiếp tục nghi ngờ và hiểu lầm em nữa là được rồi. Anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không? Em có thể vì anh hy sinh tất cả. Em chỉ cần tình yêu và sự tin tưởng của anh thôi. Anh ta đúng là quá tham độc. Loại người như anh ta, anh sẽ không để cho anh ta tới gần Nhã Hân nữa. Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho Nhã Hân, không cho anh ta tiếp cận Nhã Hân nữa. Em cũng muốn Nhã Hân tránh xa anh ta ra. Anh lại muốn gì nữa đây? Tôi muốn gặp Nhã Hân. Anh mở cửa cho tôi vô gặp cô ấy đi. Tôi sẽ không để loại người xảo trá nhanh bước vào Gia Hân này đâu. Dù chỉ là một bước. Vậy là anh tin lời Ngọc Anh đúng không? Tất nhiên là tôi tin lời Ngọc Anh rồi. Chứ không lẽ tôi tin loại người giống như anh sao? Rồi anh sẽ hối hận đó. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ bảo vệ Nhã Hân cho tới cùng, không cho anh tiếp cận cũng như là có cơ hội làm hại Nhã Hân đâu. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Bằng mọi cách, tôi sẽ giành lấy Gia Hân về mình. Mọi
vì tôi không muốn những kẻ xấu giấu mặt. Làm hại cô ấy tiếp tục. Anh cứ chờ mà xem. Cậu Nhân phải không? Thật lòng thì ở thời điểm này tôi nghĩ cho Nhã Hân nhiều hơn. Chắc bà cũng biết con gái của bà hoàn toàn không hề đơn giản. Tôi sẽ không tha thứ cho cô ta nếu cô ta làm hại tới Nhã Hân. Tôi xin cậu đừng làm hại nó. Chẳng qua là do ông Bách, ba của nó tác động. Con bé từ nhỏ vốn tính tình hiền lành, nhân hậu. Tuy tôi không biết nhiều về cậu, nhưng qua sự việc của ông Quân và những chuyện trong quá khứ, tôi nghĩ rằng cậu là người sống trọng tình nghĩa. Cậu hãy tin tôi, tôi sẽ bên cạnh ngăn chặn, khuyên giải Ngọc Anh, không cho nó làm điều gì sai trái hoặc tổn hại đến Nhã Hân. Gia Bảo, mình chờ chị nữ đưa Nhã Hân xuống rồi ăn cơm chung nha. Nhưng mà không biết sao lâu dữ vậy nè. Có khi nào Nhã Hân không chịu đi chung với chị nữ không? Anh để em, để em lên coi sao. Cậu Bảo. Nhã Hân đâu? Tôi đã năn nỉ hết lời rồi mà không có xuống, mà đuổi tôi ra khỏi phòng nữa đó. Để em lên coi thử. Thôi em ngồi đây đi. Em lên chắc Nhã Hân không đi với em đâu. Để cho anh. Gia Bảo. Cô đừng sợ mà, có tôi đi nè. Ngồi xuống đây. Cô ngồi đây nha. Nè, cô ăn đi. Gia Bảo, anh dùng cơm đi. Em ăn đi. Cô mời bác. Em ăn đi. Gia Bảo à, anh cứ để cho Nhã Hân tự nhiên. Anh ăn cơm đi. Nhã Hân à, cô dùng đi. Nè, món đậu hũ mà cô thích ăn đó. Một người phụ nữ kiêu kỳ, sống trong giàu sang như chị, bây giờ cũng có lúc thành ra như vậy. Tất cả là gì đâu chứ. Ai có thể tránh được những biến cố trong đời. Tôi với chị tuy không cùng một điểm xuất phát, nhưng cuối cùng lại là những người phụ nữ bất hạnh. Thank you.
Là ông sao? Không là tôi thì là ai? Bà tưởng ông Hải sẽ đội mồ sống dậy sao? Ông bày trò giả ma, nhát quỷ, làm xáo trộn cuộc sống trong nhà Gia Hưng, ảnh hưởng đến bà Tuyết, khiến bà ấy thần trí bất minh. Đúng. Tất cả những cái đó là do tôi làm đó. Tôi muốn tụi nó phải sống trong sợ hãi, sống trong đau khổ tôi mới hả hê. Ông làm ơn dừng lại đi. Hãy rời bỏ Gia Hưng. Đó mới là cách ông thương con gái ông. Không bao giờ. Một khi tôi chưa đạt được mục đích mà tôi mong muốn, còn bà, nếu như bà đủ nhẫn tâm, nhìn con gái của bà mất hết tất cả, chưa kể nó sẽ nghỉ quẩn đó, và nó tìm tới cái chết. Tố cáo đi. Hả? Và liệu có ai tin bà hay không thôi. Nè, dại dột làm cái gì chứ? Tôi là chồng của bà, con anh là con gái của bà. Bà không giúp người nhà, lại đi binh vực người ngoài làm cái gì chứ? Hả? Chi bằng bà hợp sức với tôi đi. Ngày nào Gia Hưng không còn kẻ nào cản trở nữa, cả nhà chúng ta sẽ được sum họp, cùng hưởng sung sướng. Tôi không làm được như vậy. Tôi lại càng không muốn con gái tôi làm những điều sai trái. Nhã Hưng. Nhã Hưng à. Bảo ơi. Bảo ơi, tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm Bảo ơi. Không, không có sao đâu. Có tôi ở đây, cô đừng sợ gì hết. Tôi sợ lắm. Bảo ơi, Bảo ơi, tôi sợ. Yên tâm đi, có tôi bên cạnh cô nè. Tôi sẽ bảo vệ cho cô, đừng sợ gì cả nha. Anh ở đây làm gì vậy? Tôi muốn vô gặp Nhã Hưng. Anh chỉ biết nói miệng thôi sao? Anh là đàn ông, phải biết hành động chứ. Nếu tôi là anh, tôi sẽ đưa Nhã Hưng đi thật xa. Anh về đi, anh Bảo đang ở nhà. Anh ấy chắc chắn sẽ không chấp nhận cho anh gặp Nhã Hưng đâu. Chào anh. Mày nỡ á. Cậu Bảo đâu rồi? Hồi sáng giờ tôi đâu thấy cậu Bảo đâu. Chắc là cậu ấy chưa có dậy á. Hay là cũng có thể là đang ở trong phòng của mợ Hân á. Đừng có làm gì nữa, làm việc đi. Từ từ. Gia Bảo, hai người đã ngủ cả đêm với nhau hay sao? Em nói cho nhỏ thôi, tối hôm qua khuya lắm Nhã Hưng mới ngủ. Tôi thật không ngờ anh còn bên giường cô ấy. Anh nói chuyện với tôi như vậy hả? Nhã Hưng dậy đi, đừng có giả đò nữa. Em làm cái gì vậy? Hả? Em bình tĩnh đi. Tối hôm qua cô ấy rất sợ, cho nên anh mới bên cạnh cô ấy. Tụi anh không có làm gì cả. Anh chỉ nói như vậy thôi, ai mà biết có người có làm cái gì hay không.
Sao lại đối xử với mẹ con tôi như vậy? Ngọc Anh à, em sao vậy? Qua đây ngồi đi. Qua đây ngồi. Ngồi xuống đây. Có sao không? Đừng có nóng giận như vậy mà. Em phải tin anh với Nhã Hân không có gì hết. Nhã Hân bây giờ không có tỉnh táo, cho nên anh chỉ muốn ở bên cạnh cô ta để trấn an thôi. Anh đã hứa với em rồi là anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em suốt cuộc đời này mà. Em hãy tin anh có được không Ngọc Anh? Thôi mà, đừng có khóc nữa. Anh hứa với em là sau này anh sẽ chú ý nhiều hơn, không để cho em hiểu lầm như vậy. Thôi trễ rồi, bây giờ anh phải tới công ty. Em giúp anh ở nhà trông coi Nhã Hân giùm anh nha. Chẳng phải em từng nói với anh, em và Nhã Hân là hai chị em thân thiết với nhau sao? Cho dù em có giận cô ấy thế nào đi chăng nữa, cô ấy đã ra nông nỗi như thế này rồi thì em cũng phải thương cô ấy nhiều hơn. Cô chào bác. Dạ Bảo à. Bác gặp con có chuyện gì không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Có chuyện gì bác cứ nói. Chuyện... Dạ Bảo. Sao chưa đi làm nữa? Ngọc Anh à, tại mẹ, mẹ định hỏi thăm chút chuyện với cậu Bảo. Không có gì quan trọng đâu. Thôi cậu cứ đi làm đi. Dạ. Vậy tôi con xin phép đi làm. Dạ con chào bác. Mẹ định nói gì với anh Bảo vậy? Mẹ chỉ hỏi thăm chút chuyện thôi, không có gì đâu. Mẹ với anh Bảo thì có gì để nói? Có phải mẹ muốn con chết mẹ mới vừa lòng? Nếu như mà mẹ không coi con là con gái của mẹ thì mẹ cứ nói hết cho anh Bảo nghe đi. Con chết cho mẹ coi. Ngọc Anh à, thôi mẹ biết rồi, mẹ sẽ không nói gì với cậu Bảo đâu. Thôi mẹ thấy hơi mệt, mẹ về phòng nghỉ đây.